Cửa hàng lại về được ít giây các bác nha. Nói chung là anh em mua nhiều quá, lại về được ít thì lại đăng ngay lên để anh em mua. Còn đúng một cái giây này thôi anh em ạ. Đấy, còn đúng một cái thôi. Lại về được ít này nữa này. Vẫn bán như bình thường là 250 cả ship cho anh em nhé. Dây này thì nó xịn, cực xịn luôn. Đấy, đầu cắm chắc nịch này. Đầu cắm xịn sò. Dây xoa mơ của Đức nhá. Dài 1 mét nên là rất là vừa phải để anh em cắm không sợ, không sợ nó dài lằng nhằng anh em nhá. 0941891914 khu đô thị Văn Phú Hà Đông. Đây. Cabo Sevani Swammer 2 grade chất lượng cao, Sitte Cabo. Đấy. Hai trăm rưỡi một dây, dài 1 mét. Đấy, nói vậy nhanh. Đầu xịn này, dây xịn nhá. Dây xịn, đầu xịn. Tạo lên chất liệu của một cái dây xịn. Đấy. Thay vì anh em mua những cái dây 50, 70 nghìn thì anh em mua hẳn một cái dây xịn này. Anh em dùng suốt đời. Nó là đắt hơn một chút cho lúc đầu tư ban đầu nhưng nó lại là rất rẻ so với thời gian anh em sử dụng. Đấy. Nói vậy anh em hiểu. Đắt nó sắt ra miếng. Anh em mua cái dây rẻ 50 nghìn, 70 nghìn hoặc 100 nghìn. Một thời gian nó hỏng lại phải thay. Thế thôi. Bài toán kinh tế nó là như vậy anh em nhé.